Ôi dành cuối. Mấy nhà nhẹ. Đếm cơm ăn. Ủa lời. Ủa hôm nay chúng tôi chơi lại đây có ba bài thôi, ba bài trên đây nhưng tôi chủ đề về nói về những người bị bệnh ung thư. Những người này ung thư đau quá rồi muốn chết, muốn một cái liều thuốc để chết. Thì chúng tôi vừa mới hoàn thiện bài này xong thì một cái tin buồn đó là anh bị lật chết. Rồi tiếp theo, vâng, là mọi người có đâu hay có ha. Ok, rồi đầu tiên, we do.